Hello anh em, mình là Cú Tí Revive đây anh em. Lại tiếp tục với những clip leo top súng của mình đây anh em à. Và trước khi vào video leo top súng thì mình sẽ làm một cái độ nhảy cho anh em nha anh em. Ở video lần trước mình làm leo top súng cũng khá là nhiều anh em kêu mình làm độ nhảy anh em à. Nên là trước khi vào video leo top súng thì mình sẽ làm một cái độ nhảy cho anh em nha anh em. Và những video leo top súng lần sau thì đầu video mình sẽ làm một cái độ nhảy cho anh em à. Những YouTuber khác làm độ nhảy với lại DVI toàn bán không anh em à, mình làm free cho anh em. Mong anh em sẽ để lại cho mình xin một like và một đăng ký nha anh em. Bạn này comment khá là nhiều anh em à. Và giọng máy của bạn này là Oppo A17K nha anh em. Và vào độ nhạy luôn anh em à. Độ nhạy nhìn xung quanh sẽ là 93, Redoxide 86, ống ngắm 2X100, ống ngắm 4X74, ống ngắm súng ngắm là 93, nhìn là 71 nha anh em. Tại vì cái con Oppo này máy dòng máy loanh quanh giá rẻ anh em à. Máy nó không được mượt cho lắm nhưng mà anh em phải để độ nhạy vô cao cao một tí, tại cái dòng máy Oppo nó độ nhạy màn hình nó cũng không cao anh em à. Nên anh em để độ nhạy khá là cao nha anh em. Ok, sẽ vào nút bắn anh em à. Nút bắn sẽ là 37 nha anh em. Tại cái dòng máy này độ nhạy khá là yếu, anh em để nút bắn tầm nhỏ nhỏ là kéo nó mượt mà anh em à. Ok, và cái đặc biệt nhất đó là DVI nha anh em. DVI là 755 anh em à. Mình test khá là nhiều anh em. Những anh em nào comment là dòng máy và mình sẽ đi mượn những người bạn xung quanh hay là những người mình quen anh em à. Mình mượn dòng máy và mình test đi test lại đúng khoảng tầm 70-80% thôi, nên anh em lấy đồ nhạy về anh em test kỹ thêm tí nha anh em. Mình chỉ mượn rồi mình bắn tầm 1-2 ngày thôi anh em à, tại máy của người ta mình mượn không được lâu anh em. Ok, vào video lấy tốt súng thôi anh em. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try splitting me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yagami's name will live.